Hello, xin chào toàn thể anh em nha. Chào tất cả anh em đã đồng hành cùng kênh YouTuber Máy Thủy Nhật nha. Sáng hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em và tiếp nổ cho anh em nè, một em Mitsubishi cao tốc nha. Anh em theo dõi và đóng góp ý kiến chất lượng em nói thế nào nha. Đây là con máy zin từ A tới Z, mới nhập bên Nhật về nguyên zin, chưa sơn phết tút dặm gì cả. Đây bên Nhật họ cắt lát cắt ngang lại còn luôn nha. Tên model máy Mitsubishi này là S4H2 nha, trừ MTK, 135 mã lực, 3.000 mốt tua, bắt tông này một tắc nha, chuyên dòng cao tốc rất nhỏ gọn luôn. Hộp số chuyền hôm nay là 3 tua 16 nha. 4 máy cao tốc, 135 mã lực, 3.000 mốt tua luôn, rất là cao tua. Anh em biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Đây là địa chỉ 688/2 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kho máy mình, anh em muốn xem trực tiếp thì qua địa chỉ này nha. Mình sẽ lôi ra ngoài và tiếp nổ cho anh em coi hôm hám chất lượng tiếng nổ có chủng không, có khói phóng gì không. Đây là tình trạng nguyên zin. Cũng cảm ơn anh em đã đồng hành cùng trái kênh từ trước giờ nha. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh để nhận những video tiếp theo mình sẽ ra hàng ngày, và đặc biệt cái tuần trong tuần này mình sẽ ra một công hàng nữa, nhiều loại máy. Anh em có nhu cầu máy gì thì mình để tên máy phía dưới nha, mình sẽ tiếp nổ theo nhu cầu của anh em. Đây là nước sơn rin của nó rất đẹp ha, rin rồi mình sẽ lôi ra bàn tiếp nổ nha. Anh em nhớ theo dõi cho mình ý kiến bên dưới nha.